thuốc xanh mướt và bóng lá rau má, có kết hợp cùng với cả viên GABA nhé. Một chai với 10 viên này thì các anh chị sẽ sử dụng được khoảng chừng là 400 lít, là bằng 10 bình à, bằng 20 bình đeo lưng, loại bình 20 lít nhé. Phun xịt cho rau má từ lúc còn nhỏ cho tới khi cây lớn vẫn sử dụng được nhé. Cái số này sẽ sử dụng cho rau má ở Bạc Liêu này. Cái bộ chai và viên này thì nó sẽ giúp cho cái lá rau má to, xanh, dày và bóng, mượt. Và còn giúp cho rau má nở bụi này, bung chồi, vọt đọt mạnh, hạn chế bị bạc lá rau má nữa nhé. Giúp cho cây tăng khả năng quang hợp và kích thích bộ rễ phát triển mạnh, lá xanh mướt và phục hồi cây bị suy yếu. Giúp cho cây tổng hợp các chất dinh dưỡng để nuôi cây phát triển mạnh này. Cứ một chai với 10 viên này là các anh chị sẽ dùng được khoảng tầm 400 lít, là bằng với 20 bình đeo lưng này. Loại bình 20 lít các anh chị sẽ dùng một nửa viên này, kết hợp cùng với khoảng tầm 25ml cái chai này nhé. Thể tích của chai này là 500ml, sử dụng cho cây lương thực và cây rau màu này. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.